anh lại trước nằm coi nhà giùm em đi. Em chuẩn bị đi chơi rồi đó. Ở xa hoài. Nhỏ bạn em tới chưa? Nó đang đi đó. Vô chậm trước đi, xíu anh vô sau. Tranh thủ nha. Ừ. Ê ê, chưa có về ăn cơm không? Ăn xong ăn, làm đồ ăn đi, chưa em về. Hồi sáng anh đi chợ mua cá chổng mà kìa. Chiên hay kho anh làm luôn. Chiên đi, mua nhiêu vậy? Nhiều không? Mua cả ký lận. Nhiều dữ vậy? Chiên con thôi được rồi. Con hả? Chứ chiên chi nhiều. Chiên cái đóng có lèn, ăn không hết bỏ lên bỏ xuống. Ờ. Tiếng sát bên sao không thấy gì chứ người ta. Vòng vòng đâu đây nè, nghe gần lắm. Đâu có đâu ta. Ma! 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 Làm gì ông la làng dữ vậy? Trời ơi trời, ngồi mà làm gì quýnh cái mặt mà vậy bịch vậy? Vậy mà vậy gì? Nhỏ bạn em ha, nó đánh cái mặt trắng như cái tủ vậy nè. Trời ơi trời, mày chơi đúng bạn luôn rồi đó. Thì chứ, nhìn muốn sợ ma luôn à. Đó, giờ tôi mới thấy bà bình thường đó. Nãy sợ ma không chết luôn á. Nó lẹ đi vô ăn cơm nè. Còn chiên cá kiểu này ai ăn ai nhịn. Nữa, cũng em nữa. Ba hồi chơi ít, ba hồi chơi nhiều. Anh sống làm sao với em hả em? Sáng em kêu anh chiên có một con thôi, chiên nhiều, bỏ uổng. Bây giờ ông nói gì vậy? Ông đi chợ mua cá gì? Cá lòng tông. Vậy sao sáng giờ không nói sớm? Vậy chứ sáng giờ mà nói nhảy miệng người ta còn sao tao nói? Để tôi đi chiên thêm cho cha. Có chiên gì đó chiên đi. Không hớn gì. Ăn cơm cũng cứ lộn đó. Anh vô nhà coi nhà, em đi chợ ăn xíu. Ê ê ê ê, quay lại. Em làm đồ ăn chưa mà em đi vậy? Chưa, anh xíu anh vô anh làm đi. Mệt. Gì nữa vậy trời? Em đi vô chổng em làm đồ ăn xong xuôi hết trơn đi rồi muốn đi đâu đi. Má công anh làm chơi lên chơi xuống nữa mệt lắm. Thôi để tôi làm cho. Nằm đó đi, ở không có ăn à. Anh. Ăn thử miếng này coi. Ngon không? Ngon hả? Ngon thiệt hả? Ừ, ngon thiệt. Mẹ nó con chó. Em nấu đồ ăn ngon cỡ đó đó. Vậy mà em gấp miếng đó đó cho nó. Vậy mà nó liếm mấy cái rồi bỏ nó đi. Trời ơi trời. Mày đâu mày đi đi. Đi. Báo con hưởng gì? Đi lẹ cho.